Chuyện bị chặt chém khi đi du lịch chắc chẳng còn xa lạ gì ở Việt Nam. Thậm chí, nhiều người trong chúng ta cũng từng là nạn nhân của hiện tượng này. Nói chung, kinh nghiệm xương máu chính là nên hỏi kỹ giá trước khi ăn uống ở những nơi xa lạ, thay vì chỉ nhìn vào menu rồi kêu ra. Mới đây, một du khách đã đăng bài bóc phốt quán ăn nọ Vĩnh Hy, Ninh Thuận vì chém hai đĩa cơm chiên hải sản với giá 200 ngàn, nhưng chất lượng thì thật sự tệ hại. Nguyên văn bài chia sẻ như sau: lễ đi chơi Vĩnh Hy Phan Răng, chuẩn bị tâm lý lễ Tết sẽ bị chém, nhưng không nghĩ là sẽ bị chém sốc cỡ vậy. Chưa đi chơi mệt mỏi về nghỉ một lúc, đến tầm 2 giờ chiều để đi cano ra biển bơi và ngắm san hô, xuống quán gọi đồ ăn xong để đi, bốn đứa với tâm trạng đói khát vội gọi hai đĩa cơm chiên hải sản và thêm bốn cốc trà đá. Một lát sau nước tương đem ra hai chén, sau đó là hai đĩa cơm này. Gọi là cơm chiên hải sản vì đang đói và không nghĩ sẽ bị chém nên lúc sau tính tiền mới chụp lại. Đây là một phần hai đĩa cơm còn lại. Đem đĩa cơm ra thấy buồn một phần rồi, đến lúc tính tiền hai đĩa 200 ngàn lại càng buồn hơn. Không có vị gì của cơm chiên luôn, một đĩa hải sản chắc được một con tôm nhỏ bầm ra. Tụi mình không hề bới để gấp lấy tôm mực luôn, vì bới cũng không tìm được. Tâm lý bị chặt thì chắc chắn có rồi, nhưng không nghĩ bị chặt mà cái bụng vẫn đói vì cơm quá dở, ăn không nổi phải bỏ lại. Ngay lập tức, bài đăng của tài khoản này nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Xem ảnh có thể thấy, đúng là đĩa cơm chiên hải sản này chẳng khác gì ngoài cơm và vài cọng hành. Tìm đỏ con mắt cũng chẳng thấy bóng dáng hải sản đâu. Không có thịt đã đành, theo lời review của chủ nhân bài đăng thì cơm chiên cũng rất dở, tốn 100 ngàn một đĩa, vừa phải vác cái bụng đói, vừa vác cục tức về nhà.